Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan cam kết đem tài sản khắc phục hậu quả. Công ty sở hữu khách sạn Dai U Hà Nội của bà Trương Mỹ Lan bị phạt gần 911 tỷ đồng. Vụ trường quốc tế IISVN, phụ huynh góp 15,6 tỷ đồng cứu trường chỉ sau 5 tiếng. Quảng Nam, hiệu trưởng và nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng y tế làm thâm hụt ngân sách bị khởi tố. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 1 tháng 4, sau khi Viện Kiểm sát đối đáp quan điểm bào chữa cho 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tự bào chữa, phủ nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng lại xin giảm nhẹ hình phạt cho cháu gái Trương Huệ Vân và chồng là Chu Lập Cơ. Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện, cam kết về việc đem tài sản để giải quyết hậu quả vụ án của thân chủ của mình. Theo đó, bị cáo Lan mong muốn được tạo cơ chế pháp lý để thuyết phục bạn bè, đối tác trong và ngoài nước hỗ trợ giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay để SCB hoạt động ổn định. Tiếp tục phần tranh luận bổ sung, theo luật sư, việc bị cáo Lan đưa tài sản vào SCB để rút tiền hay góp phần tham gia tái cơ cấu, quan điểm về xác định một phần thiệt hại của đại diện SCB, làm rõ nhận thức và những vấn đề mới liên quan đến việc thực hiện nguyện vọng, cam kết của bà Lan về hướng xử lý tài sản nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhấn mạnh cách thức bị cáo Lan không phải cho mượn tài sản mà đưa tài sản vào để nhằm rút tiền, chiếm đoạt tiền của SCB. Theo luật sư, giống như bị cáo Trần Thị Mỹ Dung xác nhận, toàn bộ tài sản của bị cáo Lan và gia đình hiện đang nằm ở SCB để đảm bảo cho hơn 1.200 khoản vay. Tính đến hiện nay, gốc và lãi là hơn 677.000 tỷ đồng. Luật sư cho rằng bị cáo Lan thực sự đưa tài sản vào để tái cơ cấu SCB như cam kết trước đó. Liên quan đến việc xác định hậu quả thiệt hại vụ án, Viện Kiểm sát buộc bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 677.000 tỷ đồng. Trong khi đó, luật sư của bị hại SCB thì cho rằng con số này lên tới hơn 760.000 tỷ đồng. Đối với việc đại diện SCB xác định không định giá 660 mã tài sản đảm bảo của bị cáo Lan do không thu thập được đầy đủ các thông tin, hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện, luật sư Hoài đặt câu hỏi, nếu buộc trách nhiệm bồi thường cho bị cáo Lan thì 660 mã tài sản này sẽ thế nào? Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét diễn biến mới liên quan tới một số dự án và tài sản được hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại tòa. Trong số 13 tài sản mà gia đình tự nguyện cam kết khắc phục có tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai, Hà Nội. Bên cạnh đó, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận việc có hai công ty cam kết hoàn trả cho bị cáo Lan hơn 2.700 tỷ đồng, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Cũng theo luật sư, bị cáo Lan có 13 tài sản nằm ngoài danh mục kê biên sẽ sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án nếu có. Công ty cổ phần bông sen của gia đình bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, doanh nghiệp nắm quyền chi phối 93,6% vốn tại khách sạn Dai U Hà Nội vừa công bố thông tin. Doanh nghiệp này chậm trả lãi vay và lãi phạt tổng cộng 1.061,5 tỷ đồng cho lô trái phiếu 4.800 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 15 tháng 10 năm 2021 và đáo hạn ngày 15 tháng 10 năm 2026. Lô trái phiếu có lãi suất 10,5% một năm. Theo thông báo, số dư lãi vay đối với lô trái phiếu này tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là hơn 150,5 tỷ đồng. Còn lãi phạt từ mùng 1 tháng 11 năm 2022 đến cuối năm 2023 là gần 911 tỷ đồng. Lý do công ty cổ phần bông sen của nhà bà Lan chậm trả lãi vay và lãi phạt được công bố là vì tài khoản của doanh nghiệp bị phong tỏa. Trước đó, trong báo cáo công bố hồi tháng 11 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, công ty cổ phần bông sen cũng đã chậm không thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Lý do mà bông sen Corp đưa ra cũng là tài khoản bị phong tỏa. Trong kết luận của cơ quan điều tra, bông sen Corp nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến công ty Vạn Thịnh Phát. Tại đại hội cổ đông bất thường ngày 30 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch bông sen Corp Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết, trong các tài sản mà bông sen đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo là cổ phần,
tại công ty cổ phần DH. Đây là cổ phần sở hữu thuộc công ty cổ phần Hợp Nhất 1 và Bông Sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này. Trước đó, Bông Sen Corp từng phát hành 4 lô trái phiếu khác, trong đó có lô trái phiếu phát hành để đảo nợ cho lô trái phiếu cũ. Trong lô trái phiếu cuối cùng và còn đang lưu hành trên thị trường, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt làm tổ chức lưu ký. Tân Việt chính là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của tập đoàn đầu tư An Đông. Doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019 xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Tối ngày 1 tháng 4, trường tiểu học trung học cơ sở Trung học phổ thông quốc tế Mỹ Việt Nam, trường quốc tế IESVN gửi email thông báo tới toàn thể phụ huynh cập nhật tình trạng số dư của tài khoản nhận tiền đóng góp duy trì hoạt động trường. Hội đồng trường trường quốc tế IESVN cho hay, theo đúng kế hoạch, tài khoản ngân hàng đồng sở hữu ba bên giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, phụ huynh đã được thiết lập và thông báo đến toàn thể phụ huynh khoảng 12 giờ 30 ngày 1 tháng 4. Ngay sau khi tài khoản được thông báo, nhiều phụ huynh đã nhanh chóng đóng góp kinh phí để duy trì việc vận hành nhà trường đến hết năm học 2023-2024 cùng các khoản phí EB, cơ sở vật chất. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, số dư tài khoản là 15,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tài khoản vừa được thiết lập nên chưa thể thực hiện được việc chuyển khoản trong cùng ngày và cần thêm một ngày để giải quyết vấn đề chi lương đến giáo viên. Các em học sinh sẽ chưa đi học vào ngày hôm nay, mùng 2 tháng 4. Theo thông báo, dự kiến ngày quay trở lại trường dành cho toàn thể học sinh sẽ là ngày thứ Tư, ngày mùng 3 tháng 4. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin các khoản đóng góp chi phí hỗ trợ để đảm bảo hoạt động của trường quốc tế IESVN và thông báo số tài khoản tiếp nhận gửi đến phụ huynh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin đồng chủ tài khoản để tiếp nhận kinh phí từ phụ huynh và quy trình xét duyệt tài khoản này gồm ông Trần Khắc Huy, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ tài khoản thứ nhất phê duyệt thẩm tra các nội dung chi cuối cùng. Ông Hồ Quang Trung, chủ tài khoản thứ hai phê duyệt thẩm tra các nội dung chi lần đầu. Đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh là bà Trần Phương Anh giám sát các nội dung chi lần đầu khi kế toán trường quốc tế IESVN trình. Về quy trình kiểm soát các khoản chi, tất cả các khoản đóng góp của phụ huynh sẽ được tổ công tác liên ngành tổng hợp, quản lý và công khai minh bạch. Số tiền đóng góp sẽ do bộ phận chuyên môn của tổ liên ngành duyệt chi đúng mục đích, có sự giám sát của đại diện hội cha mẹ học sinh trường quốc tế IESVN. Ngày 1 tháng 4, Thượng tá Hà Kế Xuyên, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, làm thâm hụt ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, ông Nguyễn Ba, Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, kế toán của trường và một giám đốc doanh nghiệp liên quan đến vụ việc. Trong quá trình điều tra, 4 bị can được tại ngoại và cấm ra khỏi nơi cư trú. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam, trong hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sử dụng kinh phí vượt so với số lượng tuyển sinh đào tạo hơn 23 tỷ đồng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Khiển trách đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ba, nguyên Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Đón, trưởng phòng kế hoạch tài chính, kế toán trưởng Trường Cao đẳng Y tế. Trước đó, trong thời gian dài, dư luận tại tỉnh Quảng Nam xôn xao về những khuất tất tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trong công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên, khám chữa bệnh và sử dụng ngân sách. Đáng chú ý, sai phạm tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam dẫn đến hệ lụy nợ lương người lao động kéo dài.
khiến giảng viên của trường ngừng việc tập thể. Tháng 12 năm 2023, 17 giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam viết đơn xin ngừng dạy học vì bị nợ lương 6 tháng. Nguyên nhân được cho là nhà trường chi sai từ nhiều năm trước. Hàng năm, trường được tỉnh cấp kinh phí hoạt động dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, dù số lượng sinh viên tuyển được thấp hơn dự toán, nhưng trường vẫn dùng hết tiền ngân sách. Nhà trường nợ lương của 114 người lao động tổng cộng hơn 5,7 tỷ đồng. Đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã cấp bổ sung hỗ trợ 5,8 tỷ đồng để nhà trường trả nợ lương cho người lao động. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!